Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, chiều ngày 23 tháng 7, đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, huyện Đoàn Lang Chánh đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình mẹ liệt sĩ nhân kỷ niệm 27 tháng 7 trên địa bàn xã Chí Năng cùng đi có lãnh đạo Đảng ủy xã. Đoàn công tác đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lang Thị Nọng, 97 tuổi, bản Năng Cát, xã Chí Năng và mẹ liệt sĩ Lê Thị Nọng, bản Giang, xã Chí Năng. Tại các gia đình, đồng chí Hoàng Thị Hồng, ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc mẹ Việt Nam anh hùng Lang Thị Nọng và mẹ liệt sĩ Lê Thị Nọng sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu và nhân dân học tập nói theo. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo cấp trên, đồng chí Hoàng Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã trao tận tay những phần quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa và quà của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh dành cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng và mẹ liệt sĩ của xã Chí Năng.